Wow, ghê Đây nè. là Papa nè. Ghê. Con đi công chuyện gần đây nè, đi công tác. Sẵn chạy ngang đây ghé thăm ông rồi chạy vô dì Tư luôn. Anh Mông con mới thấy ông bước anh nè. Ông ăn cơm nước gì chưa? Con hiến má gọi chiều chưa? Anh mua món nấu ông ăn hay gì? Ồ, cam nó chín nó rụng hết trơn rồi ông ơi. Hả? Không ra em có hái bán không? Không. Sao vậy? Hết rồi. Hết trái hả? Trời, ông đọc sách gì mà có cuốn sách đó nữa hả? Sách truyền hình. Quạt gió hả? Hay ông đọc?